mưa vẫn đang là hình thái thời tiết đáng chú ý tại khu vực Nam Bộ. Video này cũng sẽ ảnh hưởng đến những việc hoạt động đi lại của quý vị, nhất là trong buổi chiều. Và chiều nay thì ở Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa và mây dông phát triển và liên tục đi vào trong đất liền, là những nơi mà có vùng màu cam đỏ như là quý vị đang thấy trên màn hình, là những nơi sẽ có mưa và dông mạnh sẽ diễn ra. Dự báo là vào chiều mai ở khu vực Nam Bộ thì mưa sẽ lại lặp lại, ở miền Tây Nam Bộ thì mưa sẽ xuất hiện sớm hơn ở miền Đông Nam Bộ. Trong đó thì khu vực Bình Phước, Tây Ninh, Kiên Giang, Cà Mau khả năng là sẽ có mưa to cục bộ, chính là những nơi có vùng màu xanh đậm như quý vị đang nhìn thấy ở đây. Và trong những cơn mưa dông thì quý vị cần đề phòng là sẽ có lốc sét và gió giật mạnh, rất nguy hiểm khi chúng ta đang di chuyển trên đường. Và gió giật mạnh thường gây nguy hiểm sẽ làm gãy đổ những cành cây. Và để đảm bảo an toàn thì trước khi mưa dông, quý vị nên lưu ý là chúng ta nên chặt tỉa cành nhánh cây cao dễ gãy đổ ở gần nhà của mình hay là ở lưới điện quốc gia. Và khi có lốc xoáy, gió giật thì chúng ta hãy nhanh chóng cần tìm ngay nhà kiên cố để tránh trú. Quý vị lưu ý là chúng ta không núp dưới những bóng cây, nhà tạm bợ và không cố gắng di chuyển trên điều kiện thời tiết như vậy. Còn về nhiệt độ thì do ngày mai trời sẽ có nắng gián đoạn và mưa sẽ xuất hiện ngay từ đầu giờ chiều, nên khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác ở Nam Bộ thì nhiệt độ sẽ không nơi nào vượt quá 33 độ. Và xin được chuyển sang các thông tin thời tiết đáng chú ý trên biển. Ở trên biển thì tại huyện đảo Hoàng Sa sẽ ít mưa, ngày mai có nắng và gió cấp 3, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn trái lại thì ở huyện đảo Trường Sa, xin cảnh báo là sẽ có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Quý vị cũng cần lưu ý khi di chuyển bằng tàu thuyền trong giai đoạn thời tiết này. Thưa quý vị, đến đây thì bản tin dự báo thời tiết cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.